Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình một lần nữa. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ cái cách để mà chúng ta sửa cái bóng đèn này quý vị. Tuy nhiên trước khi mà sửa cái bóng đèn này thì mình xin nói một số vấn đề về bóng đèn. Thì đây là cái bóng đèn mình mua được từ ve chai. Đây là bóng đèn LED mua được từ ve chai, bóng đèn rất là to. Bóng đèn này lại thì bên trong nó là như thế này. Thì anh em nào cũng đã sửa rồi nè, người ta đã sửa rồi nè, mà ta bằng nói tắt. Bóng đèn này là bóng đèn của điện quang nha quý vị, bóng đèn xịn. Đây là bóng đèn tốt của điện quang. Và người ta đã nói tắt nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Người ta đã nói tắt 5 cái rồi. Tuy nhiên nó đã cháy led thêm là 1 nè, 2 nè, 3 con led nó đã cháy nữa rồi nha. Nó cháy thêm 3 con led nữa rồi. Nói tắt là nó không có bền, cháy đen luôn à. Như vậy đối với con led này chúng ta có thay bằng các con led bình thường được không? Thì chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu và để mà hôm nay chúng ta sẽ sửa bóng đèn này nha quý vị. Rồi, để sửa thì chúng ta phải cần chuẩn bị các cái dụng cụ ha. Thì đầu tiên chúng ta cần phải có đó là cái bộ phận sửa thần thánh. Đó là gì? Đó là cái chui ghim nè, cái chui ghim bóng đèn là dưới cái này đó. Chúng ta đang là chúng ta kiểm tra nó cũng giống như là cái giá đỡ của mình vậy đó. Mình sẽ đó là kiểm tra nó đối với con led này. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra coi mỗi cái chip led này nè. Đây nè, mỗi cái như thế này tôi gọi là một cái chip led ha, là một con led đó, chip led hoặc là con led cũng đúng. Coi nó là mấy volt, bằng cách là chúng ta sử dụng cái đồng hồ đa năng của mình nè. Đó, đồng hồ đa năng của mình. Mình để 4.8 rồi mình sẽ đo coi nó có cháy được cái con led không, nó có sáng được con led không. Đây là cái hai cái que đo hôm trước mình đã có giới thiệu, clip trước mình đã có giới thiệu. Rồi hoàn toàn không sáng nè. Con led này là còn tốt mà nó không sáng. Bây giờ mình sẽ đảo đầu lại nó có sáng không ha. Rồi nó không sáng luôn. Mình sẽ tăng lên 6.5 volt. Bởi vì 4 volt nó không sáng thì 5 volt nó không sáng đâu. Tới 6.5 volt rồi. Sáng không? Chưa sáng luôn. Biết đâu đảo đầu lại nó sáng. Nó sáng rồi nè, nó sáng mờ rồi nè. Như vậy là con led này 9 volt rồi. Nó sáng mờ cái gì thấy không? Đó. Đây nè. Khi mà mình chập hai đầu vô nó sáng rồi nè. Là mình xác định được con led này nó 9 volt lần chứ không phải là 5 volt nữa. Chúng ta thay con led 5 volt vô là nó chịu không nổi, nó đứt liền á. À, chúng ta dặn lên nè. 9 volt nè, là con led này nó sáng chưng luôn nè. Đó, thấy chưa? Đó. Rồi. Sáng mờ mắt mình luôn ha. Đó. Cho nên là lên 6-7 volt là nó đã sáng rồi nè. Và chúng ta xác định được cái đầu dương đầu âm của nó rồi. Đó. Đó. Để mà chi, để mà chúng ta thay led thôi chứ không gì. 7 volt thì nó sáng hơi lên rồi nè. Đó. Đó. Đấy, như vậy là đầu bên này dương, đầu bên này âm. Chúng ta lấy cây viết chúng ta sẽ làm dấu lại. Đây là các bước chia sẻ thực tế của mình nha anh em. Rồi. Như vậy là con led bên đây là dương âm nè, bên đây là dương nè, cộng nè. Đó, bên đây âm nè, bên đây cộng, để mà chúng ta đã biết để mà là thay led nó mới chuẩn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tiếp các con led cái biến thiếu bên này coi. Nó có đúng vậy nữa không hay là nó có thay đổi gì không? Rồi mình dặn cái đồng hồ của mình lên đó là 7.8 à. Rồi cũng y chang luôn à. Như nó có một chiều rồi quý vị. Rồi vậy là sẽ ấy đó. Rồi bây giờ chúng ta không thể nào lấy con led 5 volt ra mà để mà chúng ta thay được nha. Chúng ta phải có con led 9 volt ha. Thì ở đây mình đã có chuẩn bị trước. Ở đây mình đã có một cái hộp led 9 volt nè, mình đã tháo ra trước rồi nè. Đó. Đây mình lấy một con ra mình test cho quý vị xem nè. Đây một con led tương tự nhưng với con led này 7 volt nó mới sáng, còn mà 6 volt nó không sáng nổi đâu. Đang mình thay vào ha quý vị. Rồi, con led của mình nè. Đó. Thấy chưa? Chúng ta mà giảm xuống 5 volt là không có sáng được đâu. 4.9 là không có sáng nổi. Đó. Lên 6 volt nó sẽ sáng. Sáng mờ rồi. Không sáng luôn. Đó, 7 volt nó mới sáng. Đó. Rồi như vậy là chúng ta có quyền lấy led này để mà thay vào ha.
Và các bước để mà có được các con led này thì mình đã chia sẻ ở cái clip trước rồi. Anh em nào chưa xem thì xuống cái phần mô tả để mà coi lại cái quá trình chúng ta tháo các con led này ra ha. Led nào tháo cũng như nhau hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là sửa cái đèn này lại bằng cách là chúng ta đó là thay led. Như vậy là ngày hôm nay mình đã chia sẻ với quý vị cái cách để mà chúng ta kiểm tra các con led của mình bằng một cái đồng hồ đa năng như thế này. Nếu như quý vị mà không có cái đồng hồ đa năng như thế này á, thì quý vị lấy những cái cục sạc á. Cái cục sạc chúng ta sẽ tìm cục sạc 5V của điện thoại nè, và cục sạc 9V ha. Đi ve chai thì có rất nhiều ha. Thì chúng ta sẽ đó là chúng ta đó là ghim vô chúng ta thử. Còn đây là cái đồng hồ đa năng của mình tự chế nè. Chỉ tốn một con là chanh si to thôi. Nếu như quý vị mà cảm thấy mà cần hướng dẫn làm cái này, cái này làm rất là đơn giản ha. Anh em nào muốn mình hướng dẫn làm cái này thì anh em like thật là nhiều vào và comment, mình sẽ có một cái là clip hướng dẫn làm cái đồng hồ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái chuyện này của chúng ta đi. Nói dài dòng quá, khó hiểu quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ từng lần lượt thay các con led này. Đây là một cái bóng đèn tốt cho nên là mình mới là tiến hành đó là sửa chữa nó nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đó là zoom cái máy mình về cận cảnh để mà sửa chữa cho nó dễ cho anh em xem cho nó dễ nha. Đó. Rồi như vậy đi. Rồi. Trước khi mình làm thì mình xin anh em nếu như cảm thấy cái clip của mình thú vị và nó hữu ích thì anh em đừng ngần ngại hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh. Còn nếu như mình có những gì sơ suất thì anh em hãy comment bên dưới để mình sửa chữa ha anh em. Chứ anh em đừng có đó là ném đá mình xin cảm ơn rất là nhiều, chân thành cảm ơn. Rồi bây giờ mình tiến hành làm nha. Lại nói nhiều nữa rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị là cái này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo các cái này ra hết. Tháo các chân led cũ ra hết. Phải tháo thôi anh em ơi, không tháo là không có xài được đâu. Rồi nãy giờ thì mình đã tháo được các cái con led này ra trơn nè, chân led ra trơn nè. Đây. Mình đã tháo các chân led ra hết rồi. Đó. Tháo sạch ra hết rồi. Bây giờ còn các cái con led này nữa, mình sẽ tiến hành tháo nó ra luôn để cho đỡ tốn thời gian của quý vị ha. Cái bóng đèn này các chân led của nó rất là cứng luôn, nó làm rất là tốt cho nên nó là tháo ra nó hơi khó một chút. Ha. Bây giờ mình sẽ tháo còn 1, 2, 3, 3 cái bóng cháy này nữa. Rồi mình sẽ tiến hành thay 8 con led. Quý vị, thay 8 con luôn. Rồi anh em ơi, mình đã tháo hết trơn rồi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có một điều chú ý ở đây là anh em nhớ là một cái điều là các cái chân led này đừng cho dính với nhau nha. Nó dính với nhau thì nó sẽ trở thành nối tiếp thì chúng ta không có đó là không có đảm bảo cho cái mạch này đâu nha. Rồi bây giờ xong rồi đó, bây giờ mình sẽ tiến hành là thay cho các con led vô. Thì đầu tiên chúng ta phải lựa các con led nó sống trước để chúng ta để lên trên này. Rồi chúng ta sẽ lựa từ con trước đi. Đấy. Ở trên này thì mỗi con led đó thì đầu dương đầu âm là cái đầu dương là cái đầu ngắn, đầu âm là cái đầu là to nè. Đó. Thì nó có sẵn rồi. Đó. Chúng ta chỉ cần là test coi nó còn sống hay chết là chúng ta thay vào à. Đối với con led thì nó dễ hơn là các con led 5V nha anh em. Rồi. Đầu dương là cái đầu ngắn nè, đầu là cháy nè, con led này cháy nè. Led này thấy im ru vậy ta.
rồi cũng sáng nữa nè. Đó. Rồi hai con led này mình sẽ thay vào đây đây trước đi ha. Mình thay từ con rồi mình đó là mình thay từ con xong rồi mình mới là tới con led khác, chứ mình đừng có vội vàng quá thì cũng không nên. Đấy, thấy mồ rồi. Rồi ta gấp led chúng ta sẽ gắn vào, kiểm tra là lần nữa âm dương cho nó đúng chiều của nó. Đó, dính rồi đó, phía bên này. Rồi nhiêu là đủ rồi, làm quá led chết nó báo nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đó là sau khi mà được con nào chúng ta kiểm tra liền con đó. Không thấy nó sáng đèn gì trơn ta. Đấy, lên rồi cái gì rồi. Đấy. Đèn mà dặn mà thấp quá nó không có đủ. Đó, lên rồi. Một con thành công. Tiếp theo tới con led này. Bây giờ mình sẽ chịu khó đo lại lần nữa coi có con led nào chết nữa không nha quý anh em. Rồi, đo nhanh thôi. Rồi, vòng ngoài. Rồi. Rồi, vòng ngoài xong. Cháy hết. Rồi, ok. Và bây giờ là thành quả đạt được ngày hôm nay. Đây, cuốn đèn này mình đã thay xong rồi. Và bây giờ là cái thành quả của nó nè. 2, 3, 7. Sáng trưng luôn. Tất cả các con led đều đã sáng hết trơn rồi. Ha, đấy, ngon lành luôn. Quá chó rồi. Đấy, ngon lành rồi anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ đẩy cái nắp lại. Nắp này nó nặng hơn mình nữa. Quá nặng luôn. Rồi, đây, đó, ngon lành, bóng đèn điện quang. Mình đã khắc phục được thay 8 con led luôn, thay một bầy led luôn. Như vậy là vừa qua mình đã chia sẻ với anh em các bạn. Thứ nhất là cách chúng ta xác định cái là các con led. Cái thứ hai là cách để mà thay nó ha. Rồi, nếu như anh em cảm thấy video của mình bổ ích thì đừng ngần ngại hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha anh em. Chân thành cảm ơn anh em đã lựa chọn kênh của mình để theo dõi. Bye bye.